quá đẹp luôn mọi người ơi. Tôi không nghĩ là thiên nhiên có thể làm được một cái đá bãi đá bự như thế này luôn mọi người. Đúng là vô hang rái không uổng 80 nghìn. Còn bây giờ tôi sẽ hóa thân thành cô gái hái nho, đón hoàng hôn siêu đẹp tại vườn nho. Xem xong những đoạn highlight vừa rồi thì mấy bạn có đoán được là Quân đang du lịch ở đâu không? Hôm nay thì Quân với Tiên đang trên hành trình du lịch đến Vĩnh Hy, một trong top 4 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Ngoài ra thì trên đường đi tụi tôi cũng có ghé thêm nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và hoang sơ ở Ninh Thuận chưa có nhiều sự tác động của con người. Nên là nếu như mấy bạn cũng đang tìm một địa điểm du lịch lý tưởng trong tương lai thì cùng Quân xem hết video này nha. Và xin giới thiệu mọi người, mình là Quân, Quân Vui Vẻ, hiện đang có mặt tại thôn Thái An. Bây giờ thì tụi mình vừa đi từ cái xe Thiện Trí mọi người. Đây là một cái xe mà thường mọi người ra Ninh Thuận hay là ra Vĩnh Hy người ta sẽ thường đi. Nên là tụi mình cũng đi xe đó. Tụi mình sẽ dừng xuống ngay chỗ thôn Thái An. Rồi sau đó sẽ có cái chị trong homestay ra rước tụi mình. Ở chỗ mình ở là cái tên là An Hao. Thì đây là một cái homestay nhìn rất bình dân mọi người. Trước mặt nó sẽ có cái biển luôn. Hình như cái phòng cũng nhìn ra view biển. Thì nữa mà... tụi mình sẽ cho mấy bạn coi. Rồi bây giờ mình cùng đi ha. Trong lúc đợi xe thì tụi mình thấy cái vườn nho nên là cũng tò mò đi vô. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Mặt trời đang lên, bình minh đang lên. Cái này là vườn nho luôn hả ta? Sao mà dưới ánh nắng mặt trời nhìn nó đẹp quá vậy? Sau khi đợi chừng khoảng 10 phút thì chị quản lý homestay mang ra cho tôi với Tiên một chiếc xe riêng để chạy vô. Trên đường đi thì tôi thấy có một cái ngôi chợ cũng rất là nhộn nhịp. Nên chắc mình sẽ dành ngày mai để vô ăn thử các món địa phương ở Ninh Thuận. Tới chỗ rồi. Wow, đẹp quá, quay kìa, núi kìa. Quá đẹp luôn. Hấp dẫn. An House. Kìa, An House đằng kia. Chỗ này chỗ mình sẽ ở nè mọi người. Chỗ bên đây mình sẽ ở, còn bên đây là cái bãi biển. Có thuyền ghe rồi người ta đậu vô rất đẹp luôn. Có cái cầu nữa mọi người. Cái cầu này mà sáng ra check in hơi bị đẹp nha. Sở dĩ mà tụi tôi chọn cái căn homestay này mọi người. Mặc dù là nó xa cái Vĩnh Hy 10-15 phút đi xe lận, nhưng mà nhìn cái vibe rất là bình dân luôn. Kiểu như là một cái căn nhà ở trong cái làng mọi người, không quá nổi bật nhưng mà vẫn đầy đủ tiện nghi cho mình. Giờ mọi người cùng tôi coi thử coi một căn homestay thuê 400 nghìn một đêm ở Vĩnh Hy thì nó sẽ như thế nào ha. Trong một căn thì mình sẽ có bàn nè mọi người, có cái tủ lạnh bên đây. Bên đây có cái không gian bếp luôn, có cái bếp điện người ta sẽ chuẩn bị sẵn, đầy đủ đồ ăn, gia vị, nêm nếm rồi đầy đủ luôn. Còn bên đây là có cái máy giặt nè mọi người. Và kế bên nó sẽ có một cái nhà vệ sinh. Cái này là nhà vệ sinh để mình tắm ở trong. Còn nếu bạn nào đi biển về á, ở ngoài đây cũng có luôn cái nhà vệ sinh để cho mình ra ngoài đây mình tắm cát bụi nữa. Đó, bên đây thì rất là sạch sẽ. Có cái sân rộng ghê mọi người. Cái căn này á, mà kiểu hên may á, nếu mà không ai book cái phòng, không ai có book cái căn này thì một mình sẽ được sở hữu nguyên căn. Còn có xui xui xíu thì mình phải share ra. Sau khi mà cất dọn đồ đạc hết vô phòng thì bây giờ chắc là Quân sẽ đi ra ngoài chợ gần đây ăn sáng. Và mình kiếm chỗ đổ xăng và mình đi thẳng lên Vĩnh Hy đi mình tham quan. Mà món ăn hôm nay của mình chính là cơm sườn. Đó, hấp dẫn mọi người. Cái quán này nãy tôi đi ngang vô thôi. Cái vô thấy anh nướng cái mâm thịt rất là ngon. Vô cũng rất là hài lòng. Đây mọi người. Thịt dưới cơm nhìn nhỏ nhỏ chứ nó không có bự như trong Sài Gòn. Miếng thịt mình sẽ được như đây. Miếng thịt cũng bự lắm mà rồi bu hơi nhiều. Với lại ở đây cơm tấm người ta có cho trứng cút nữa mọi người, cũng lạ. Còn đây là rau muống xào. Vậy là được không một phần cơm tấm của mình. Em thấy ăn cơm tấm không? Mỹ giờ nó bắt em luôn rồi. Mặc dù không thích dậy chứ đi từ sáng giờ hai đứa tụi tôi cũng đói bụng. Cộng thêm được đi chơi nữa nên là hai đứa cũng hào hứng vui vẻ mà ăn lắm. Ăn xong tính tiền ra hai đứa hai dĩa hết 40 nghìn mọi người. Nhưng mà thì tôi thấy cái dĩa thịt cũng nhiều nè. Cơm gạo ăn cũng mềm, cũng ok. Mặc dù là gạo rời rời ra khô nhưng mà ăn vẫn mềm mọi người. Gia vị nêm nếm cũng rất ok. Nên là nếu mấy bạn có ở chỗ làng nho Thái An như tụi tôi thì nhớ tới chỗ này ăn thử nha. Ăn xong rồi hai đứa bắt đầu lên chiếc xe riêng thẳng tiến tới Vĩnh Hy. Do là ở đây còn chưa khai thác du lịch nhiều nên sẽ có những đoạn thưa nhà dân và vắng lắm mọi người. Nhưng mà tôi lại cực kỳ thích như vậy luôn. Vì cảm giác mình được nhìn tự do, hít thở không khí, chạy xe thoải mái và vô cùng sảng khoái luôn. Sau chừng khoảng 15 phút đi xe máy từ homestay thì tôi với Tiên đã thấy được Vĩnh Hy từ xa.
nhìn cảnh này có thấy giống như mấy bộ phim mà trên bên nước ngoài không? Ở tại giữa là một con sông, hai bên là hai bên bờ, có nhà, rồi có thuyền trôi trên ở đây nữa, quá là đẹp luôn. Bên kia là núi, nhìn lãng mạn dễ sợ luôn. Lãng mạn nhất là có một người yêu ở đây. Lãng mạn nhất là khi mùa hè có em. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lại một khung cảnh nữa giống giống những cái bộ phim bên nước ngoài. Quá đẹp mọi người ơi, những thị trấn nhỏ nhỏ phía dưới, những con tàu xanh xanh, những bãi biển xa xa. Đã ha. Và đây là giao diện của hai tụi tôi. Một bên là tiểu thư, một bên là... là gì? Là người yêu của tiểu thư. Rồi đi thôi mọi người, đi xong rồi thì chiều hôm nay mình sẽ quay về, mình sẽ đi Vĩnh Hy và mình đi tắm biển luôn ha. Let's go. Đây. Đám cưới lần này là của hai anh chị làm chung công ty với tôi mời. Ban đầu là do anh chị ở Ninh Thuận nên hai đứa tụi tôi cũng tính đi Nha Trang hoặc là đảo Bình Hưng. Nhưng do không tiện đường với lại hai đứa tôi cũng thích những điểm du lịch mà chưa được khai thác nhiều, nên nhìn trên Google Map thấy Vĩnh Hy quen quen cái là bắt đầu tìm hiểu và quyết định lên lên luôn. Mặc dù đường đi từ Vĩnh Hy tới Hậu Hải Ninh Thuận nó có hơi xa, hơi nắng, hơi gió mà còn đi trên chiếc xe rim nữa. Nhưng mà không khí đám cưới với đồ ăn ngon nên tụi tôi cũng mau lấy lại phong độ lắm. Hôm đó thì mình được ăn mực xào, bò lagu bánh mì, món bò gì đó, gỏi sứa, xôi gà, chè trái cây và một món gì nữa mà tôi quên rồi. Với lại tôi thấy có một điểm đặc biệt khi mình ăn món gỏi trong đám cưới á mọi người, là người ta để luôn cái bánh phồng ở trên bàn. Ừ vậy thôi, còn lại thì tất cả đều 10 điểm về hương vị và chất lượng hết trơn luôn. Hello mọi người, bây giờ là 4:20, sau khi đi ăn đám cưới về cũng được giấc mát mẻ tắm rửa rồi. Bây giờ tụi tôi sẽ thẳng tiến ra vườn nho với lại hang rái, hai điểm mà gần cái chỗ tụi tôi ở nhất luôn. Bây giờ mọi người cùng tụi tôi xem thử coi hai điểm này nó có gì đặc biệt ha. Let's go. Hiện tại thì bây giờ tụi tôi đang ngồi ở trong vườn nho Thái An mọi người. Không. Hiện tại tụi tôi đang ở trong vườn nho Ngọc Nga, trong cái thôn của làng nho Thái An mọi người. Thì ở đây có rất là nhiều vườn nho, mọi người đi trên đường DT702 thấy quá trời luôn, không biết chọn cái nào. Cái tôi nghe chủ homestay nói là vô cái vườn nho Ngọc Nga này đi, nên là tụi tôi vô luôn. Bây giờ mọi người cùng tôi coi thử vô đây người ta sẽ chiêu đãi mình như thế nào ha. Nho nhiều quá mọi người, thích quá. Hey, siro nho, khi mình vô vườn nho người ta sẽ làm cho mình ca siro mọi người. Mình chưa ăn lần nào. Kẹo đó là cắt trên vườn. Còn hồng là mua tại vầy, cái này kẹo nè. Còn cái này hồng ngón tay nè. Hồng ngón tay. Ừ, này đỏ truyền thống. Đỏ truyền thống. Này kẹo. Nho kẹo. Nho kẹo đẹp quá ha. Rồi uống này. Để mình thử trước nha mọi người. Thì chua ngọt ngọt. Chua ngọt ngọt của tắc. Của nho. Thì ra mình cũng biết là người dân ở đây làm nho để lên men như thế nào. Nhưng mà mình thấy uống vô rất ngon. Bro. Đó là tôi nghi là của ai hay rồi. Tôi thấy chị lơ đó. Cũng giống giống trà tắc mà có mùi nho. Hồng Nhật. Đây là nho Hồng Nhật. Đây đỏ truyền thống. À bên đây là nho kẹo mọi người. Nghe tên lạ ha. Ăn thử nó trước đi. Nhìn nó cũng giống kẹo á. Rồi ăn vô cảm thấy giống nho thường, nó có hộp. Cái mùi nó cũng vậy thôi mọi người, nó không quá ngọt. Để ăn thử trái đỏ truyền thống. Ờ đúng rồi, thành trái này nó lạt hơn cái trái nho kẹo. Nhưng mà nó cũng giống giống y chang, nó không chênh lệch bao nhiêu hết mọi người. Còn đây là cái trái Hồng Nhật hình như là ngon nhất. Đúng rồi, cái trái nho này ăn cảm giác nó giòn hơn. Nó không có hộp và cái vị nó ngọt ngọt y chang như trái nho kiệu mọi người. Suy ra là trái Hồng Nhật này nên ăn nhất nha, ngon nhất nha, mà như giá nó cũng mắc nhất luôn. Xoài, táo, nho, nho luôn, rong biển, à, quá trời luôn. Cái này tính tiền không vậy? Ở đây xíu mua mới tính tiền. Thế vô cho nhiều quá. Táo. Nho. Thì cái trái nó phơi khô sao thì nó ra y chang nhiều mọi người. Có điều cảm giác làm mứt thì nó vị nó đậm đà hơn. Mấy bạn ăn thử đi, giờ tôi cũng không biết nói sao. Ăn luôn miếng rong biển.
Ngon nha, con biển ăn giống snack, ăn vui lắm mọi người. Ngon bạn. Ngon rồi, đột ngon lắm. Thì các bạn thấy nếu mà tính về độ đông khách thì tôi thấy đây nó cũng khá là đông. Bây giờ là đang cuối mùa mọi người, nên là ở đây gần đây thì mình sẽ có được vườn nho đỏ và vườn nho kẹo. Đi trong đây mọi người không thể nào mà đi thẳng ngước mặt lên trời được, mình lúc nào cũng phải khum khum vậy nè. Tụi tôi thì đang đi thẳng cái vườn nho kẹo phía sau, sau đó mình sẽ đi ngược cái vườn nho đỏ là chỗ tôi đang đứng ở đây. Này cho mọi người coi nè. Đúng là như ở ngoài mình thấy á, kiểu là nó thấp thì trong đây nó thấp thiệt mọi người. Đó, đây là vườn nho đỏ nè. Ở đây cho mọi người coi thử cái chùm nho đỏ nè, nhìn nó ú nu dễ thương lắm luôn. Vô đây mà được có được cảm giác tự lựa ăn đã ha. Xung quanh cái nho có mấy con gì nó bu nè mọi người. Trời ơi, nho nào nó cũng ú nu đã quá. Đây giờ mình đi theo anh đó đi ra vườn nho đỏ. Bên đây là vườn đang trồng thêm nho nè mọi người. Mấy cây nho con ban đầu nhỏ nhỏ như thế này thôi, trồng bằng cái nhánh có mấy phun nước đây nè. Đợi nó lớn lên chắc cũng lâu lắm ha. Rồi trước mặt bây giờ mình là vườn nho kẹo. Bên đây thì tôi cảm thấy là nó ít nho hơn bên nho đỏ mọi người. Nãy vườn nho kẹo bên đó là chưa đẹp, qua bên ảnh nó qua bên đây là chụp hình đẹp hơn. Nhiều nho quá trời luôn. Đen vườn luôn á. Nhìn đâu cũng toàn thấy nho. Này, hấp dẫn mọi người. Ủa nhìn sao nó màu sao mới hai cái gặp. Nó đen cái gì là. Theo như anh nó nói mọi người thì một cái chùm nho mà mình thu hoạch mình cắt vô mình ăn được á thì nó phải chín đen hết đều như thế này nè. Nếu mà trong cái chùm nó còn cái màu đỏ đỏ là chưa được nha. Phải đều hết chứ không mấy thì là nó chưa chín hết đâu. Đúng không em? Đúng. Chùm này quá trời bự luôn. Chùm này cũng bự không kém. Chùm bên đây cũng quá trời bự. Chùm này không thua gì hết luôn. Chùm này chỉ đứng sau chùm đó thôi. Chùm này thì thua luôn thằng kia. Còn bên đây thì là số 1 luôn mọi người. Đen thui cái vàng. Đã thiệt. Đi có điều cúi đầu một xíu thôi. Nhưng mà vô đây nhìn rất là đã. Mình thử dặn trái ăn mọi người. Ở đây ăn cái trái nho em cảm giác nó giống mùi kẹo hơn luôn á. Mặc dù nó hơi chua nhưng mà nó giống mùi kẹo siêu giống luôn. Bây giờ bồ tôi không. Đây bây giờ bạn gái tôi sẽ bắt đầu hái nho. Giống mùi kẹo không? Giống. Đó, y chang mùi kẹo luôn. Hồi nãy trong kia ăn cảm giác không giống mùi kẹo nhưng mà ở đây giống mùi kẹo lắm. Chùm này đẹp lắm mọi người. Đều, được tính đen hết rồi. Cắt luôn chùm này đi. Mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt nha. Giống mấy cô giáo. Khi mà người ta cắt mọi người ta sẽ dẫn mình ra vườn. Rồi sau đó người ta sẽ vô, người ta không giám sát mình đâu. Ở đây mấy bạn ăn thoải mái luôn. Đẹp không mọi người? Nhìn đều văng à, đã ghê á, bỏ vô. Đẹp ha. Còn bây giờ tôi sẽ hóa thân thành cô gái hái nho. Ở đây là nó có hai cái nhánh luôn mọi người, cắt luôn hai cái. Wow, rất hấp dẫn. Ủa, nhưng mà ở đây nó có mấy trái chưa chín nè. Đa phần thì nó chín rồi, nhưng mà có một trái nó vẫn còn sót lại đây. Thôi kệ đi, cho vô luôn. Như đây không biết được nửa ký chứ ha. Nhìn ngon quá mọi người. Lần đầu tiên mà có được cảm giác mình đi hái như vậy. Vui quá. Trong hái nhiều quá không có tiền trả. Nho này 100.000 ký rồi. Đi thôi, đi tiếp, đi. Thôi bên này đi, vườn bên đây là cái vườn cũng nho kẹo luôn mọi người. Nhưng mà ít nó sẽ ít trái hơn tại vì người ta đa phần người ta thu hoạch vô hết rồi. Ở đây ngọt hơn. Nhưng mà tại vì nãy tụi mình ham quá, tụi mình cắt bên kia nhiều quá. Nên qua đây mình không cắt bổ mà sẽ chọn mua thêm thôi. Nhớ không nhỉ? Đón hoàng hôn siêu đẹp tại vườn nho. Em ơi đi trốn với anh. Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Trên con xe anh chở em chồng trên. Mình phóng tầm mắt tới chân trời mới tinh. Đi, giống đèn vô. Ê, lấy cho em vô đây với nửa ký hồng nhật đi. Đừng hộp luôn nha.
Dạ. Thì chỉ cần 8 lạng đó. 8 lạng hả? Là nhiêu? 8 lạng 100 ngàn đó. Thấy coi coi còn nhiêu đây nữa nhiêu. Nấu ra. Nó kẹo nó nhị lắm. Nó nhị hơn là hồng nhập. Cái này 8 lạng là 100 ngàn. Nhà này về là gì nhiêu chị? 60. Nhà này em về em không bỏ tủ lạnh, cứ để hoài cho chị, càng héo càng ngọt. À. Bỏ tủ lạnh là mình đi ra là nó bị mềm trái. Càng héo càng ngọt hả? Đúng rồi, càng héo càng ngọt. Vậy 160 tất cả. Ok. Này lấy cái héo luôn về ăn luôn. Hello. Đi về thôi. Bây giờ tụi tôi sẽ quay trở lại cái bàn ngồi uống ly nước nữa, cái thẳng tiến qua hàng đáy luôn. Bây giờ là 5:20 rồi, không biết vô đó còn đẹp không, nhưng mà chở vô thử luôn. Để lên hang đá thì mình sẽ qua một cái cầu hang dài như thế này mọi người, rất là cao luôn. Tôi tưởng là đi xa nhưng mà đi một cái là tới luôn mọi người. Ủa nhưng mà hình như hôm nay nước nó khắp á, nước nó ròng, nên là nó không có, nó đập nước ở trên cái tảng đá đằng trước. Thường tôi coi trên mấy clip trên mạng thấy nước nó đầy lên cao rất là đẹp luôn. Đứng từ xa mình nhìn thấy cái đá màu trắng mọi người, nhưng mà nhìn kỹ lại mọi người thấy như là từng khúc xương của nó gãy gãy ra vậy. Nhìn nó lạ lắm luôn. Chỗ này là tôi đứng ở phía dưới. Nếu mấy bạn muốn lên trên thì người ta có làm sẵn cho mình mấy cái đường bằng cái gỗ trên đó. Mình hãy đi lên trên kia luôn, có kiểu làm như cổng trời cho mình check in, mình cũng rất là đẹp. Đi hang đá nhưng mà tụi tôi sẽ không đi lên cái tảng đá to mọi người, mà đi xuống dưới đây. Bởi vì đằng kia mình thấy có một cái mặt nước nó tách biệt ra khỏi cái biển, nhìn nó rất là trong luôn, tôi lại cho mọi người coi. Nước như vậy có đủ trong chưa mọi người? Trời ơi đẹp lắm luôn á. Cái này mình xuống mình không cần bơi đâu, mình chỉ cần ngâm mình xuống dưới thôi là quá đã. Bên kia nước sông nó nước biển, bên kia nước biển sẽ đẩy vô từ từ mọi người, nó không quá mạnh á, nên là cái phần nước ở đây nó lúc nào cũng trong hết, nó cũng rất là yên bình. Đây. Chỗ tôi ngồi ở đây mình có thể ngâm chân xuống luôn. Đã mát lắm mọi người. Nước như nước đá vậy nhưng mà nó rất dễ chịu, nó không quá lạnh. Mát đúng là vô hang rái không uổng 80 nghìn. Lỡ đi tới đây luôn à, nên là tôi cũng không thể nào không lên đây mọi người. Nhưng mà lên đây á mọi người nhìn xung quanh, nó có cái đèn ở ngoài sông, mấy cái tàu á mọi người, nó làm thành một cái đường dài trông rất là đẹp, kiểu như là đường chân trời vậy á. Đã ha. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đúng là đi ra Ninh Thuận là một quyết định không sai lầm của tôi. Tôi không nghĩ là thiên nhiên có thể làm được một cái đá bãi đá bự như thế này luôn mọi người. Khi mọi người đi trên đây, chắc nếu mà để mô tả trên cái mặt đất này, nếu mà để mô tả cho mọi người dễ hình dung nhất, chắc nó giống như là cái bề mặt của mặt trăng trong mấy bộ phim hoạt hình á, hay là trong mấy bộ phim ký sự mà người ta làm cho mình hay coi á, nhìn giống như bề mặt của mặt trăng vậy, nó có lỗ nhô. Và sau khi đi hang rái xong, lúc nãy người ngợm hai đứa tôi ai cũng ướt nhẹp hết, nên là nãy về homestay tắm lẹ cái rồi chạy ngược ra Vĩnh Hy tiếp kiếm cái gì đó ăn. Đi trên đường này mọi người thấy sẽ có 4-5 tiệm bán hải sản gì đó, nhưng mà tại vì tôi thấy đây chị này chỉ trưng bày bằng cái thau á, nhìn nó cũng bình dân nên là mình tấp vô thử. Ok, có cá này cá gì chị? Dạ con cá mú anh nè. Cá mú hả? Dạ. À, có ghẹ ốc. Con là bao nhiêu ta? Con là giá nhiêu? Giá 500. À. Con có ghẹ. Hai con nó này. Ghẹ thì ký nhiêu ta? 450 ký. À. Cá mú này là được hai món vậy. Vậy món cháo hay là mình cũng cá mình á. Cá mú cháo hoặc nấu đậu. À. Vậy đó. Thêm hai con ghẹ. Ghẹ hấp. Hầu là em lấy ghẹ cái không? Ghẹ cái em không biết nữa, cái nào ngon. Cái này nó có tướng à. À. Giờ lấy con hai con cái đi. Hai con cái đi ha. Dạ. Rồi với lại cho em một ký hàu. Cái gì đây cho em đi. Như đây tất cả ha. Và đây là một cái bàn tổng thể hết tất cả món ăn của tụi tôi gọi ra. Đầu tiên thì mình sẽ có được một tô cái con gì đó giống như con nghêu hấp thái mọi người. Ăn tươi ngon, có điều cái vị hấp thái người ta làm chua quá chứ không có vị ngọt.
Hầu thì vỏ bự, con cũng bự luôn, múp rụp hà. Ăn không thì mình thấy được cái vị mặn của biển cả. Tôi cho xíu muối nước tắc vô mọi người thì nó ngọt ngọt ngon hơn. Còn con này thì là con gì nướng mỡ hành tôi cũng quên luôn rồi. Ăn dai dai thơm thơm mùi mỡ hành đậu phộng cũng ngon lắm mà nha. Giờ tới hai con ghẹ, trứng thì rất là to luôn mọi người. Nhưng kiểu nó khô khô sơ sơ sao á. Cái trứng nó không có vị ngon ngọt gì hết trơn. Tới lúc mở cái mai ra thì ở trong có khá là nhiều gạch thì tôi thấy nó cũng vui vui. Có luôn ở trong kẻ thịt nữa mọi người. Vì lúc nãy tôi mua mấy con ghẹ nó còn tươi sống nên ăn béo bùi dữ lắm. Với nãy tôi nghe chị đó nói là có một dĩa cơm chiên hải sản 5-60 gì cũng rẻ rẻ nên là tôi gọi luôn ăn cho chắc bụng. Gấp lên cũng có nhiều tôm mực, hai đứa ăn hết nó siêu no nê luôn. Xong bữa đó tính tiền khoảng 700 mấy á, ở điểm du lịch như Vĩnh Hy tôi thấy nó khá là hợp lý. Vậy là xong một ngày đầu du lịch ở Vĩnh Hy của tôi. Hẹn gặp mọi người ở tập 2 hành trình du lịch Vĩnh Hy để mình đi chơi hòn rùa đẹp nhất Vĩnh Hy, vô chợ ăn các món địa phương ở Ninh Thuận và băng đèo vượt đá để tới được công viên đá, cảnh biển siêu siêu đẹp và lãng mạn luôn nha. Bye bye!